rồi đề thi 011, 2012, câu D. À, nhỏ đốt cháy argon kali trong khí oxy dư. Kali hấp thụ oxy kali. Kali oxit K2O. Anh này được ví dụ là B gam ha. Anh này là A gam. Phải. Mà tan toàn bộ lượng kali oxit này vào nước gọi là K2O. Vào nước nó sinh ra một nước là cao ha. Nên những cái phương trình là thuộc để đọc ra là thay giúp được phương trình liền. Giờ nước thì thu được 8180 gam dung dịch kali hydroxit nồng độ 16.8%. Đặt tên anh này là dung dịch ít. Tính A và B. Tính A rồi B. Và để đây người ta không quên sao. Vậy em thấy con số mà gam dung dịch và xe phần trăm là sẽ tìm được gì? Đúng rồi, 1. Và có mol này thì tìm được mol nào không? Được. Và mol đó chính là gì trên lên xuống đây? Chính là mol cao trên lên xuống. Để chỉ có mol gắn cái loại là đáp là B thôi. Và có mol này xì ra mol cali được. Có mol cali xì ra A. Thì đó sẽ kết thúc trong một mắt nhé. Giờ mol KOH bằng C phần trăm nhân M dung dịch chia 100 M lớn. Thì C phần trăm là 16.8, M dung dịch là 180 nhân M lớn cao là 56. Rồi tính cho mấy mol thôi. Và cái chất lỏng trong dung dịch này, dung dịch KH này
là 180 g. Lúc này em bỏ cái tổng vào đây là cái cục kali, kim loại kali nha, kim loại kali có khối lượng là 9,75 g, là 9,75 g. Vậy em thấy là kali cho vào trong dung dịch này tức là nó gặp nước trong dung dịch này nhớ nha, nó không tác dụng từ cái này đâu mà nó tác dụng với nước ở trong đó. Giống như hồi nãy là mình có cái mẫu là dung dịch này là dung dịch NaOH mà hồi nãy cho vào đây 6,2 g natri oxit chứ, thằng này có tác dụng này nhưng mà trong này là dung dịch cho nên nó có nước thì anh ấy sẽ tác dụng với nước. Giờ đã quên nói gì rồi, giờ đi chăng đó, cái mô hình này đi chăng như vậy, thằng này là kali thôi. Thì vậy mình thấy phản ứng sẽ ra là kali tác dụng với nước có trong dung dịch này, nó thu được là cao hát và giải phóng hydro. Ví dụ đây là phương trình 3. Vậy thì sao phản ứng không được dung dịch y? Lúc này chúng ta hiểu dung dịch y, dung dịch y chính là cái thằng dung dịch KH mới vừa sinh ra với lại dung dịch X mã cũng KH, hai cái còn lại cái dung dịch KH nằm ở cái phương trình số 2 này, với cái dung dịch KH mới vừa đẻ ra nằm ở phương trình số 3, đó là dung dịch Y thôi. Vậy lúc này chúng ta sẽ tính theo dung dịch sau nữa. Mà dịch sao đó thì em cứ hiểu bình thường, nó có một cái cốc, cái bỏ gì vào thì cộng lại cho ta. Và em đã bỏ gì vào đây là kali, trong cốc này đang đựng gì đây, đó là cao khác số 1 nha. Và phản ứng này đẩy thằng hydro bay ra, bỏ cho hydro thoát ra đem lên từ đây và có hàng thế giao liền. Kali là 9,75, chất lỏng lỏng trong này là 180. Thằng hydro này là thằng hydro này chưa có thằng đi tìm chân dài cái chỗ này nó cho là 9,75 ta chuyển thành mol thôi, có mà nó ta si ra mol của cao cái này chuyển thành mol hydro đó, để mà mình lắp ra thì đang tính nội đó. Vậy mình tính n của kali bằng 9,75 chia cho 39 như này. Không phải hay lên, cái dạng này là dạng quan trọng nha. Thường xuyên cho thì bài nước nó học rồi. Nó chỉ cần phân tích tí xíu nó thôi là ra. Phân tích chỗ là cho kali vào trong dung dịch này. Ồ, nhưng mà trong dung dịch này có nước cho nên kali nó chỉ tác dụng với nước có trong dung dịch này. Ví dụ như giống như một chai đựng đồ là 45 độ. Rồi 45 độ là gì, là để 45 ml nước, 45 ml rượu còn lại là nước vô trong 100 ml. Thì trong cái lọ đựng rượu nó vẫn có nước, trong cái lọ đựng rượu này chích này dung dịch này vẫn có nước thì nó tác dụng với nước. Vậy theo phương trình số 3 ta được cái mol hydro nó bằng 1/2 lần mol kali, 1/2 mà nhân 0,25. Rồi, nãy nói thiếu nội, bây giờ trả lại đây là 0,125 và nhân ngang. Thì gồm có mol của phương trình 3 này cộng với mol của phương trình 2 này nha. Bởi vì em bỏ cục kali vào đây, trong cái góc này là KOH rồi, bản thân nó có KH của nó rồi, nó bị bỏ vô xong nó đẻ thêm KH nữa, người ta hỏi mới thu được thì thu được phải gồm hai đó, cho nên em phải tìm mol thằng mới được theo ba. Thì mol thằng KOH nó bằng những mol lần kali hồi nãy vừa rồi là bằng 0,25. Theo phe và ba, theo phe và phương trình ba thì mol theo các tổng cộng sẽ là 0,54 cộng cho 0,25 là 0,79.
Ý lớn thì xin em mời các tay không được gặp lại. Xin em mời các tay thuộc ca mới vừa xin được. Đấy không phải quả 59, mình nhân cho 56. 56 em mời lớn được không? Chào bạn Ngọc, bạn Hiền.